Chào anh chị, chúng ta đang quay trở lại với những câu chuyện về thị trấn Địa Trung Hải ở Tây Nam Bảo Ngọc Phú Quốc. Và chúng ta đang có mặt ở trong cái khu vực thang máy kết nối từ quảng trường La Mã xuống khu vực làng chính trung tâm Central Village, cũng như là bể bơi vô cực và bãi biển. Ở đây thì chủ đầu tư họ có set up một cái khu vực thang máy, và từ khu vực này chúng ta có thể nhìn thấy khu vực trung tâm cũng như là các căn shop house Địa Trung Hải qua những ô cửa rất là đẹp, thả bộ qua những cái ngôi nhà quét vôi trắng, đỏ, xanh vàng và tận hưởng cái khung cảnh miền duyên hải thơ mộng khi du khách dạo quanh thị trấn Địa Trung Hải của Phú Quốc, từng là một trung tâm phồn thịnh bên bờ biển Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Ngoài ra thì chủ tư họ có làm rất nhiều những cái ô cửa nhỏ, mục đích là để cho khi mà khách hàng đến đây có thể từ trong cái lúc thời gian chờ đợi thang máy hoặc là chờ đợi xếp hàng đi thang máy thì chúng ta có những không gian để nhìn xung quanh. Xung quanh là một cái lối kiến trúc Địa Trung Hải và ẩn chứa trong mình những câu chuyện hấp dẫn của riêng nó. An Thới là một thị trấn của bờ biển Tây Nam Phú Quốc, nổi tiếng với những ngôi nhà quét vôi trắng đẹp như tranh vẽ, các con đường nhỏ hẹp quanh co. Thị trấn nằm ngay dưới chân dãy núi được mang tên thân mật là thị trấn Địa Trung Hải, và có tầm nhìn hướng thẳng ra vịnh Thái Lan, đắm chìm trong cái khung cảnh mây nước tuyệt đẹp khi du khách khám phá khu vực nhà thờ, tượng đài tôn vinh một cái quá khứ hưng vượng của thị trấn thu nhỏ này. Và bây giờ chúng ta đã biết là An Thới đã trở thành là phường An Thới, một trong hai phường chính của thành phố Phú Quốc. Và trong tương lai rất gần thì An Thới Phú Quốc là một trung tâm hàng hải lớn với nhiều thương gia từ khắp nơi của châu Á, Thái Bình Dương sẽ qua đây để buôn bán, thậm chí nơi đây sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp trên thế giới, tập trung giới tài Việt nhiều nơi trên thế giới đổ về. Và khu vực Central Village, với những câu chuyện mà chủ đầu tư họ đã chia sẻ trong cái quá trình hình thành nên thị trấn Địa Trung Hải, từ một khát khao mang những cái lối kiến trúc tinh hoa về với Phú Quốc, về với người dân Việt Nam, thì họ đã mang về đây một thị trấn Địa Trung Hải trọn vẹn. Và đi bộ đến ga đi cáp treo Hòn Thơm, quảng trường chính của thị trấn Địa Trung Hải, thì chúng ta dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nơi đây, ngắm nhìn những đường nét của các cái phong cách Địa Trung Hải, một cái nét kiến trúc rất là riêng. Ngoài khu vực quảng trường La Mã thì chúng ta đang di chuyển trên cái khu vực đằng sau sảnh chính của khách sạn Kuro by Hilton và khu vực Central Village. Ở đây cũng có những cái cung đường rất là rộng để cho anh chị dạo bộ. Và chỗ này địa hình bằng phẳng, những căn shop house The Center đối diện thì nằm trên địa hình bằng phẳng nhìn sang khu vực khách sạn Kuro by Hilton và khu vực tháp chuông đồng hồ Venice. Người dân địa phương và các du khách, những thương gia thường xuyên tụ họp ở quảng trường ga đi cáp treo Hòn Thơm và ngồi trò chuyện bên những khung cửa của những gian hàng shop house Địa Trung Hải, hoặc bên những bậc thềm của các cái khách sạn mini hotel hoặc nhà hàng gành đá nhâm nhi lách tách cà phê kiểu Ý đậm đà trong các cái tiệm cà phê xung quanh quảng trường. Thị trấn Địa Trung Hải An Thới nổi tiếng là một trong những nơi có những kiệt tác nghỉ dưỡng lừng danh trên thế giới và nổi tiếng bởi những cái vựa hồ tiêu số 1 Việt Nam và khu vực. Đây sẽ là một thị trấn sầm uất, nơi tập trung của cảng biển, của cảng cá, của công trình kiến trúc, của sự kiện âm nhạc và lễ hội. Kế bên khu vực quảng trường trung tâm, quảng trường Central Village thì chúng ta có lâu đài Bill Bensley. Hãy quên đi Maldives, bởi đây là thiên đường của người Việt và do trí óc của người Việt sáng tạo. Chúng ta có một thị trấn Địa Trung Hải và có câu chuyện về lâu đài Bill Bensley, một trong những sản phẩm, một trong những công trình kiến trúc mà chủ tư Sun Group kết hợp cùng với kiến trúc sư tài ba là ông Bill Bensley đã thiết kế lên. Và đây là khu vực tháp chuông, tháp đồng hồ cao 75 mét.
Về sau thì khi mà mở cửa đón khách thì đây sẽ là cái điểm nhấn mà mình nghĩ tất cả mọi người khi đến Phú Quốc sẽ đến đây để nhìn 360 độ khu vực thị trấn Địa Trung Hải. Lâu đài Bill Bensley là cái nguồn cảm hứng rực rỡ nhất cho một thị trấn Địa Trung Hải phồn thịnh trong tương lai. Và đây là cái kiệt tác thứ hai mà kiến trúc sư Bill Bensley dành riêng cho tập đoàn Sun Group tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Trước đây thì ông đã có kiến tạo nên đó là khách sạn JW Marriott Phú Quốc và là một trong những khách sạn là cao cấp nhất của thế giới cũng như là của Việt Nam nói chung và cao cấp nhất của Phú Quốc. Lâu đài Địa Trung Hải được thiết kế theo ngôn ngữ Địa Trung Hải với những cái gam màu rất là nổi. Trong đó thì anh chị cũng có thể nhìn thấy những cái gam màu nổi như màu xanh lá, màu xanh da trời, màu xanh biển, màu vàng nắng. Và ngoài ra thì lâu đài Địa Trung Hải này chủ đầu tư xây dựng với cái kinh phí cũng rất là lớn, lên đến khoảng 500 tỷ. Đây là một công trình mang tính chất biểu tượng cũng như là để sử dụng cho cái mục đích đó là làm trung tâm hội nghị, show gallery. Tức là nơi đây sẽ là cái lâu đài để dành rất nhiều phục vụ cho chủ đầu tư làm rất nhiều việc. Đầu tiên sẽ là việc trưng bày cái hệ sinh thái bất động sản, quy hoạch của Nam Phú Quốc, của Sun Group tại lâu đài này. Và trong cái hành trình trải nghiệm ở đây thì anh chị có thể đến đây dùng cà phê, dùng đồ uống và chúng ta tham quan mô hình bất động sản mà Sun Group họ có ý định muốn làm trong cái giai đoạn từ 2020 đến 2050, biến Nam Phú Quốc trở thành một cái thủ phủ du lịch phát triển nhờ vào kinh tế cảng biển. Và trong đây thì ngoài khu vực phòng triển lãm bất động sản thì chúng ta có các hạng mục khác, đặc biệt là có một cái chu trình khép kín mà khi nhà đầu tư, khách hàng đến tham quan Địa Trung Hải thì chúng ta sẽ được trải nghiệm. Chúng ta sẽ đi được từ tầng 1 cho đến lên trên cao những cái gian phòng tiếp những khách hàng rất là cao, rất là VIP và sang trọng tại đây. Và để nói về một cách bán hàng chuyên nghiệp thì đây là một sự đầu tư bài bản nhất của Sun Group để cho khách hàng thấy rằng là chuyên nghiệp ngay từ những cái điều nhỏ nhất, từ khâu giới thiệu sản phẩm đến khách hàng cũng như là tổ chức các cái sự kiện giới thiệu sản phẩm. Thì đây là một trong những cái gì mà chủ đầu tư họ tâm huyết nhất, họ làm rất là chỉnh chu. Và đây là một phần bên trong họ đang hoàn thiện phần thô. Về câu chuyện Địa Trung Hải này thì lâu đài Địa Trung Hải này thì chúng ta chưa có nhiều thông tin cập nhật của chủ đầu tư, nhưng nhìn sơ qua về mặt ngoài thì anh chị cũng phần nào cảm nhận được một trong những sản phẩm rất là đẹp của ông Hoàng Bill Bensley. Và có những cái gì đặc sắc tại thị trấn Địa Trung Hải bên bờ đảo Ngọc? Sun Grand City Hillside Residence là một phần của thị trấn Địa Trung Hải xinh đẹp đã hiện diện ở bờ Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Trước đây, cách đây khoảng hơn 2 năm thì thị trấn Địa Trung Hải chỉ đơn thuần là một giải đất nằm sát biển và trên sườn đồi. Và sau 2 năm Sun Group kiến tạo thì hiện tại một thị trấn Địa Trung Hải đã thực sự lộ diện tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Một thị trấn Địa Trung Hải xinh đẹp đã hiện diện tại cái bờ Tây Nam thành phố Đảo Ngọc. Song tất cả giới đầu tư thì vẫn đau đáu một câu hỏi là đâu là tâm mạch hút trọn luồng sinh khí quý giá cũng như là đón đầu cái tương lai phồn thịnh của vùng đất này. Cốt để tìm cho đáp án cho một bài toán đầu tư lâu dài và cảm hứng Địa Trung Hải luôn xuất hiện trong từng sản phẩm của Sun Group khi nói đến thị trấn Địa Trung Hải. Đây là một câu chuyện xuyên suốt trong các cái sản phẩm của Sun Group, từ các cái mô hình shop house, từ các công trình điểm nhấn. Nó đều nằm trong vùng biển Địa Trung Hải, nằm tại trung tâm của thế giới, được tạo hóa quá độ ưu ái về khí hậu, thiên nhiên và cảnh sắc. Để rồi nét văn hóa Địa Trung Hải giàu bản sắc biểu hiện qua các cái kiến trúc, công trình, kiến trúc, nghệ thuật, thơ ca, nhạc họa và cái lề lối sinh hoạt. Thì cảm hứng Địa Trung Hải đã lan tỏa khắp thế giới và bây giờ đã trở thành một trong những cái biểu tượng của cái đẹp và ảnh hưởng sâu sắc đến lĩnh vực bất động sản. Chung một cái dòng cảm hứng Địa Trung Hải thì ở Nam Đảo Ngọc Phú Quốc
nơi biển trời giao thoa, cảnh sắc hài hòa. Chúng ta đang nhìn thấy một thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt do Sun Group dày công kiến tạo, vun đắp xuyên suốt hơn nửa thập kỷ qua với dung mạo, hình hài mỹ miều hơn cả một phiên bản gốc. Và tại đây thì anh chị đang nhìn thấy những cái căn shop house center chủ đầu tư tại trục đường Amalfi, thì chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện phần thô và bắt đầu đi vào hoàn thiện sơn mặt ngoài. Đây là những căn shop house center tại trục đường Amalfi. Tại trục đường Amalfi thì các căn shop house center có giá bán từ 24 cho đến khoảng 40 tỷ đồng một căn. Và những căn shop house center này sẽ nằm trên cung đường Amalfi. Đường Amalfi là đường chính của toàn bộ thị trấn Địa Trung Hải. Đây là con đường với cái lòng đường rất là rộng và có thể di chuyển hầu như tất cả 100% các tuyến xe khách, đưa khách vào ra đi cáp treo Hòn Thơm, vào các cái công trình biểu tượng của Sun Group đều di chuyển qua đây. Và sau này thì Sun Group xác định là thị trấn Địa Trung Hải là một thành phố không khói xe. Tất cả khách hàng sẽ di chuyển ở trong này sẽ là đi bộ và đi xe điện hoặc xe đạp. Đây là hai block shop house nhà mẫu mà chủ đầu tư họ đang hoàn thiện mặt ngoài để cho khách hàng khi mà đến với Phú Quốc, đến với thị trấn Địa Trung Hải, chúng ta có thể nhìn thấy hình hài của căn nhà shop house center dành cho những khách hàng đã mua và những khách hàng đang có ý định đầu tư vào thị trấn Địa Trung Hải, Nam Phú Quốc. Ở nơi đây thì từ màu vàng của nắng, mùi gió biển mặn mòi đến từng dãy shop house xinh xắn, từng cái tiểu cảnh thiết kế cầu kỳ hay là một con đường nhỏ dẫn bước du khách đến các cái khu vực như quảng trường, bậc thang Tây Ban Nha đều mang một cái hồn phách của Địa Trung Hải. Cả thị trấn này như một cái bức tranh tổng hòa khi cảm hứng Địa Trung Hải thấm vào từng kiến trúc nhà ở, kiến trúc cảnh quan và thổi vào đó một linh hồn, chính là sự tương đồng về địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu của vùng đất Tây Nam Đảo Ngọc với Địa Trung Hải. Và công trường tại thị trấn Địa Trung Hải thì đang thi công ngày đêm và Sun Group có thể nói là thi công một cách thần tốc. Đây là khu vực nhà mẫu và anh chị cũng nhìn thấy chủ tư họ hoàn thiện mặt ngoài của các căn nhà, nó rất là đa sắc màu và đặc biệt là không có một căn nhà nào nó sẽ giống căn nào cả. Đó là những cái gì mà Sun Group họ làm xuyên suốt từ trước đến giờ, hầu như không giống nhau. Đây là một căn nhà có mặt tiền khoảng 10 mét và vào trong căn nhà thì nó sẽ khá là vuông. Chủ đầu tư họ có bố trí hầm công năng ở phía dưới, cái phần để phốt, và phía trên này là khu vực làm cầu thang. Và căn này thì chủ đầu tư họ chưa làm cầu thang. Chính vì cái mặt tiền nó khá rộng nên thành ra căn nhà mà có những cái căn chiều sâu nông thì căn nhà nhìn nó sẽ hơi vuông. Và đó chính là lợi thế của shop house center, mặt tiền lớn. Và nơi đây thì với cái mặt tiền như vậy thì đón cái ánh hoàng hôn diễm lệ trải dài trên đảo Ngọc, nó là một cái điều đặc biệt khi mà anh chị đầu tư để làm rất nhiều các loại hình như khách sạn. Và cái cải tiến của chủ đầu tư về giai đoạn 2 của thị trấn Địa Trung Hải, đó là cái ô cửa chủ đầu tư họ làm nó đã lớn hơn, ban công lớn hơn so với giai đoạn 1. Giai đoạn 1 là một hình hài của một thành phố cổ trấn Amalfi với những ô cửa nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì giai đoạn 2 ngay cả tầng 1 của chủ đầu tư họ làm cửa nó rất rộng. Đây là khu vực điển hình mà anh chị có thể tham khảo. Và một số căn như căn này thì chủ đầu tư họ cũng đã làm cầu thang ở phía bên trong, họ mới đổ trượt thôi, chưa làm thành bậc. Đây là một số cái mẫu kim minh mặt ngoài của shop house center. Và trên cái diện tích gần 40 hectare thì chủ đầu tư đã thiết kế gần 100 cái công trình tiện ích dịch vụ lớn nhỏ, bao gồm hai đại dự án. Đây là shop house center là giai đoạn 2 của thị trấn Địa Trung Hải. Những công trình thì bổ trợ cộng hưởng tạo nên một cái bức tranh hoàn chỉnh. Và tại đây sẽ xuất hiện nhiều các loại công trình dịch vụ F&B, khách sạn, bar hoặc là cà phê rất nhiều. Và hy vọng mà sau câu chuyện sau 5-7 năm nữa chúng ta sẽ có một thị trấn Địa Trung Hải rực rỡ sắc màu. Nếu như Sun Primavera đã rõ hình hài mang sắc màu của biển cả với những cái nhà shop house cổ kính chạy dọc theo
bờ biển tuyệt mỹ, đón chạy, chọn cái ánh hoàng hôn diễm lệ. Thì Shophouse The Center đang được kiến tạo trở thành một cái tổ hợp 364 căn nhà phố thương mại hiện đại, đáp ứng một nhu cầu sống lý tưởng, nghỉ dưỡng và kinh doanh sôi động trên triền đồi, bao trọn toàn cảnh thị trấn Địa Trung Hải. Đây là khu vực bậc thang kết nối giữa các cung đường như cung đường Milan và cung đường Amalfi. Thì hai chủ đầu tư họ sẽ làm một cái lối đi bộ nhỏ nhỏ thôi, khoảng hơn 1 mét ở giữa. Còn lại các cái khu vực xung quanh thì sau này chủ đầu tư họ sẽ trồng hoa. Đó là cái điều đặc biệt mà chúng ta thấy là Sun Group họ làm rất chỉn chu về cảnh quan. Và đó chính là sự tinh tế khác biệt bài bản trong chiến lược phát triển của Sun Group, đã khiến cái vùng đất Địa Trung Hải thực sự là lột xác và trở thành một cái thị trấn Địa Trung Hải thực thụ, dù cách miền Nam nước Ý của chúng ta đến nửa vòng trái đất xa xôi. Và câu chuyện khách hàng rót tiền sở hữu bất động sản tại thị trấn Địa Trung Hải thì nhà đầu tư không chỉ hưởng lợi về cái hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, sức hút của hệ sinh thái du lịch Nam Đảo, mà còn nhận về những giá trị vô hình từ chất sống Địa Trung Hải không thể lẫn. Khi mà anh chị có ngồi tại thị trấn Địa Trung Hải, Nam Phú Quốc, thưởng thức hải sản tươi ngon và nhấm nháp một ly vang trắng, chiêm ngưỡng cái khoảnh khắc mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, mới thấy chẳng phải cần đi đâu xa đến nửa vòng trái đất, du ngoạn tới Athens, đến Barcelona để tìm kiếm những trải nghiệm hoàn hảo và tương đồng, thì chúng ta chỉ cần đến với thị trấn Địa Trung Hải, trong một cái không gian giao thoa giữa biển trời với những công trình do con người kiến tạo. Shophouse The Center là điểm tụ mọi tiện ích, vừa khoáng đạt để du khách bao quát nhịp sống phố thị đang bừng lên bên bờ Nam Đảo, vừa đủ tầm để hòa mình trải nghiệm những tiện ích dịch vụ đỉnh cao, đủ lớn cho những cái trải nghiệm kéo dài bất tận, đủ quyến rũ để níu kéo những bước chân du khách mãi không rời. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về Shophouse Địa Trung Hải, trục đường Amalfi, trục đường Milan, trục đường Bruno, thì anh chị vui lòng liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình. Trục đường Amalfi chúng ta có giá bán dao động từ 25 cho đến khoảng 35 tỷ một căn, diện tích khoảng 100 cho đến khoảng 150 mét vuông, mặt tiền từ 8 cho đến 15 mét. Trục đường Milan thì giá bán sẽ dao động từ khoảng 20 cho đến khoảng 35 tỷ, tức là cái giá có những căn giá về khoảng 20 đến 22 tỷ, thấp hơn đường Milan và thấp hơn đường Amalfi, và đều áp dụng, mà chủ tư đều áp dụng cái chính sách hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn nhà, hỗ trợ lãi suất 0% trong thời gian 24 tháng. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về Shophouse Địa Trung Hải, anh chị vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip về hành trình khám phá những câu chuyện tại thị trấn Địa Trung Hải. Xin chào và hẹn gặp lại.